Các bạn đang nghe truyện ngươi lại thông quan trên kênh TV Audio CV. Chương 611, Tuần Trăng Mật, 2 Sau một hồi nô đùa trong nước, hai người đi đến bãi cát, rõ ràng là thấy có ghế nằm nhưng Phương Diễu lại nhất quyết nằm trên bãi cát, Khương Thu tự đi tới định chôn anh vào bãi cát. Lúc này, hai người như hai đứa trẻ vô tư, vứt bỏ sự trưởng thành và phiền não, nô đùa và cười đùa thoải mái. Bãi cát vào ba ngày rất nóng, mãi đến khi phát hiện cát hơi mát, hai người mới nhận ra rằng đã vào đêm. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, hai người vừa ăn vừa ngắm sao, Phương Diễu hoàn toàn quên mất chuyện trò chơi nhưng bên cạnh anh lại có một bà vợ nghiện mạng. Mấy giờ rồi? Về phòng thôi. Cương Thu tự xem giờ, đứng dậy nói. Phương Diễu nhìn cô, sao vậy? Khương Thu tự nghiêm túc nói, em còn chưa làm hoạt động. Phương Diễu, Khương Thu tự đi làm hoạt động, Phương Diễu vừa xem phim vừa lướt mạng, đi tuần trăng mật cũng không thể tách biệt với thế giới bên ngoài anh vẫn phải nắm bắt thông tin trên mạng mọi lúc sau khi công ty pl đứng ra nhận công nghệ mới về nhân vật ảo điều này đã khiến cư dân mạng lại nâng cao kỳ vọng vào ngành công nghiệp trò chơi trong tương lai thực ra phương diễu cũng có ý định tận dụng công nghệ mới để cập nhật toàn diện các nhân vật trong trò chơi trước đây vừa hay nửa cuối năm không có dự án anh cũng có thời gian để làm việc này xem phim chẳng có gì thú vị phương diễu cũng đăng nhập vào trò chơi vào ngôi sao tinh linh trò chơi này có thể coi là hình mẫu ban đầu của thế giới ảo lý tưởng trong anh nên anh đặc biệt quan tâm đến nó sau khi đăng nhập anh xuất hiện ở trung tâm thành phố hỏa nguyên xung quanh toàn là người mọi người ra vào các cửa hàng hai bên đường phương diệu thấy các cửa hàng quần áo gần đó đặc biệt nhiều anh có ấn tượng với cửa hàng quần áo am z đến gần cửa hàng anh phát hiện thương hiệu cửa hàng trên biển hiệu đã lên cấp năm cửa hàng cấp 5 đã rất lợi hại rồi, cần phải đạt được tiêu chuẩn rất cao về doanh số và tỷ lệ đánh giá tốt mới có thể đạt được. Ngãi nhàng và chúc văn tuyên không có trong cửa hàng, bọn họ thuê NPC giúp đỡ. Phương Diễu quan sát một lượt, phát hiện trong cửa hàng còn có nhật ký cập nhật của bọn họ, công khai với bên ngoài. Phương Diễu tùy ý lật xem, tìm thấy tên của mình và Khương Thu Tự trong đó. Hai người rất cảm ơn Phương Diễu đã tạo ra trò chơi này, cũng như hiệu ứng tuyên truyền mà Khương Thu tự mang lại khi vào cửa hàng mua sắm lúc trước. Nền tảng tuyệt vời và lượng người dùng khổng lồ mang đến nhiều nhu cầu khác nhau và những ý kiến khác nhau, khiến bọn họ tiếp thu được vô số kinh nghiệm. Nếu làm thương hiệu cá nhân ở ngoài đời, có lẽ phải mất đến vài năm bọn họ mới có thể đạt được tiến bộ như hiện tại. Hai người hiện tại vẫn tự ví mình như con lợn gặp thời, rất khiêm tốn. Thấy nhật ký của họ cho phép người chơi để lại lời nhắn, Phương Diễu suy nghĩ một chút, viết lên đó cố lên phương diễu đang đi dạo trên phố đột nhiên có người vỗ vai anh từ phía sau quay lại mới thấy là khương thu tự sao anh lại lên mạng khương thu tự hỏi tất nhiên là để chiêm ngưỡng thế giới do anh tạo ra rồi phương diễu ra vẻ như một vị thần sáng thế khoe khoang khương thu tự khoác tay phương diễu cùng anh đi dạo trong thành phố phương diễu em làm xong nhiệm vụ rồi à ừ khương thu tự gật đầu kéo Phương Diễu đến quầy đồ ăn vặt. Nhà hàng ảo trong, ngôi sao tinh linh, rất được ưa chuộng, chỉ thỏa mãn về mặt vị giác mà không no bụng. Bạn có thể tưởng tượng được không? Hai người đang xếp hàng ở quầy đồ ăn vặt thì nghe thấy một cặp đôi ở bên cạnh đang nghiên cứu vấn đề giáo dục con cái trong tương lai. Ôi, giá mà có thể nuôi dạy con cái như nuôi tinh linh thì tốt biết mấy, có gì không biết thì mua máy học, học một nút, tiết kiệm công sức. Đúng vậy, không biết bao giờ thì công nghệ học tập kế ghép trong phim khoa học viễn tưởng mới có thể thực hiện được ôi hệ thống nhắc nhở con lại khóc rồi anh đi xem đi lần trước là anh đi rồi quản tù tì được thôi thấy bọn họ dùng trò quản tù tì để quyết định ai đi chăm con phương diễu cảm thán cha mẹ lười biếng còn anh thì sao phương thu tự buồn cười hỏi đến lúc đó ai sẽ chăm con ai sẽ dạy con phương diễu không cần suy nghĩ nói với ghen của hai đứa mình còn cần chăm con còn cần dạy con sao một tuổi hiểu biết vạn vật hai tuổi lên trời xuống đất ba tuổi đạp vỡ hư không á à, phương diễu bị đá một cái ôm lấy khương thu tự anh nở nụ cười bên tai cô anh thực sự rất mong chờ không biết có sinh ra một siêu nhân nhỏ không hay là ợp lai like thử xem không được khương thu tự kiên quyết từ chối hôm nay em muốn chơi game thật vui có câu nói rằng bảy ngày tạo thành một thói quen bảy ngày ở biển phương diễu đã quen với chế độ lười biếng công việc là gì anh suýt chút đã quên mặc dù gọi là tuần trăng mật nhưng công việc khá nhiều hai người không thể nghỉ cả một tháng nghỉ hai tuần ở đây cũng đủ rồi khi rời đi bọn họ có chút lưu luyến trở về công ty lão đại tân hôn vui vẻ lão đại tuần trăng mật có ngọt ngào không mọi người vây quanh hỏi han phương diễu ngẩng đầu lỗ mũi sắp hết lên tận trời tất nhiên rồi Niềm vui của tuần trang mật là điều mà những chú chó độc thân như các cô các cậu không thể hiểu được. Mọi người rất bất lực. Quả nhiên kết hôn rồi vẫn không biết nói tiếng người. Tân hôn vui vẻ. Câu này là do tiện tiện phát ra. Phương Diễu kinh ngạc. Ồ, ồ, đây vẫn là con chim hèn hạ đó sao? Lão dạy, bất ngờ không? Anh không biết chúng em đã tốn bao nhiêu nước bọt để dạy nó nói câu này đâu. Phương Diễu gật đầu. Có thể thấy, gần đây các cậu thực sự rất rảnh mọi người, chết tiệt, gọi mọi người đến phòng học để học, Phương Diệu sắp xếp nhiệm vụ, giống như đã nói trước đó, nửa năm sau sẽ không có dự án mới, mọi người hãy tận dụng khoảng thời gian này, sử dụng công nghệ mới để cập nhật một lần cho các trò chơi trước đây. Ngoài ra, bản mở rộng, Master and Commander, của, Chiến tranh toàn diện, Đế quốc, chuẩn bị ra mắt. Anh một lần nữa sắp xếp lại kế hoạch công việc cho nửa cuối năm, học xong, lên mạng thấy mọi người đang thảo luận về một trò chơi vừa được hãng Đô La Gông phát hành. Tên trò chơi dịch từ tiếng Đô La Gông có nghĩa là dòng thời gian. Trò chơi kể về một nhóm người Đô La Gông đã nghiên cứu thành công cổ máy thời gian, nhưng vì mục đích cá nhân mà một nhà khoa học đã âm thầm quay trở lại quá khứ, vi phạm quy tắc xuyên không, hành động của ông ta đã làm đảo lộn toàn bộ lịch sử phát triển của nền văn minh Đô La Gông. Nhiệm vụ của nhân vật chính là quay trở lại quá khứ, chỉnh sửa lại dòng thời gian và dẫn độ nhà khoa học đó trở về. Mỗi nhiệm vụ trong trò chơi đều là sự kiện lớn trong quá trình phát triển của nền văn minh Dolagon cho đến nay, tương đương với dấu mốc của nền văn minh Dolagon trong dòng chảy lịch sử. Trò chơi này giống như một cuốn sách lịch sử của Dolagon. Đây là sự truyền bá văn hóa. Phương Diệu không ngờ rằng nhà sản xuất Dolagon lại có chiêu này, điều quan trọng là nhà sản xuất không quên rằng đây là một trò chơi, các nhiệm vụ khác nhau có cách chơi khác nhau. Theo đoạn giới thiệu và bản demo một số nhiệm vụ cần đóng vai trinh thám để tìm ra lời giải một vài cái thì cần ẩn nấp một số cần chiến đấu cách chơi đa dạng kết hợp rất tốt với các sự kiện lịch sử lớn của đô la gông trò chơi rất thú vị điều khiến người chơi loài người thảo luận nhiều nhất là trò chơi này không né tránh cuộc chiến giữa nền văn minh đô la gông và liên hiệp thâm lam từ đó có thể thấy trò chơi này được chính phủ đô la gông hậu thuẫn điều này càng khiến người chơi loài người tò mò nhà sản xuất đô la gông nhìn nhận lịch sử này như thế nào Tuy nhiên, nhiệm vụ này chắc chắn nằm ở phần cuối của trò chơi. Một vài người chơi không nhịn được mà phàn nàn. Không phải cố tình tạo ra mánh lới quảng cáo này để thu hút chúng ta mua đấy chứ? Chắc không đâu. Trò chơi này có thể vượt qua sự kiểm duyệt của cả hai bên. Vậy chắc chắn nó không có nội dung vi phạm nguyên tắc hòa bình. Tôi đoán là cuối cùng nhân vật chính phát hiện ra rằng nhà khoa học quay trở lại quá khứ là để nền văn minh Đô La Gông có thể sớm thức tỉnh, tránh những sai lầm trước đây dẫn đến việc hành tinh sụp đổ như vậy cũng có thể tránh được cuộc chiến tranh đó nhưng nhân vật chính vẫn liên tục sửa chữa dòng thời gian khiến nỗ lực của nhà khoa học đó trở nên vô ích mãi cho đến trước thềm cuộc chiến tranh nhân vật chính mới hiểu được ý định của nhà khoa học đó để tránh chiến tranh giữa hai nền văn minh anh ta từ bỏ việc sửa chữa dòng thời gian cùng nhà khoa học đó thay đổi quá khứ tránh được chiến tranh không tệ nếu là tôi tôi sẽ viết như vậy phương diễu cũng rất tò mò về cốt truyện kết thúc của trò chơi nhưng anh không mua đợi đến lúc anh phá đảo thì cái kết đã tràn lan khắp nơi anh xem livestream trò chơi không khó nhưng dung lượng rất lớn không thể phá đảo trong một sớm một chiều ngay khi phương diệu chuẩn bị hỏi khương thu tự đã mua chưa thì tin nhắn của khương thu tự đã gửi đến trước sắp xếp livestream đi phát gì phương diệu thắc mắc dòng thời gian khương thu tự giải thích bên nhà phát hành mong muốn em sẽ phát sóng hả Phương Diễu ngẩn người, xem ra trò chơi này thực sự có ý nghĩa đặc biệt. Anh còn đang suy nghĩ, không ngờ lại có chuyện khác. Phương Thu tự tiếp tục nói, bên nhà phát hành mong muốn rằng, sau khi anh trải nghiệm trò chơi, dòng thời gian, này thì hãy tạo ra một trò chơi đáp trả lại trò chơi này. Phương Diễu, mặc dù đầu óc đầy dấu hỏi nhưng anh cũng có thể đoán được, trước đó anh đã xem bài viết thống kê của các nhà xã hội học, có vẻ như chính phủ rất coi trọng vai trò của kênh trò chơi trong việc giao lưu văn hóa dân gian giữa hai bên. Việc lập dự án trò chơi có vẻ không tuân thủ quy định, nhưng đã chọn công ty giải trí tinh không, nghĩ thế nào thì chuyện này cũng có lợi mà không có hại. Tất nhiên là trừ khi làm hỏng trò chơi, nhưng chuyện này rõ ràng là không thể xảy đến với anh. Trong lòng đã có tính toán, Phương Diễu vừa suy nghĩ về dự án vừa sắp xếp livestream. Thấy thông báo livestream của Khương Thu Tự, mọi người đều sửng sờ. Tổng giám đốc Khương sẽ livestream, dòng thời gian, sao, này là tuần trang mật kết thúc rồi sao? chuyện gì thế livestream trò chơi của đô la gông đây là lần đầu tiên tổng giám đốc khương livestream trò chơi của nhà sản xuất khác phải không có vấn đề phải xem anh em ơi tập hợp buổi tối sau khi tan làm và trở về nhà ăn cơm xong khương thu tự lập tức lên mạng phát sóng trực tiếp thật đáng tiếc phương diễu ở bên cạnh giả vờ thở dài khương thu tự thắc mắc tiếc gì cơ phương diễu than thở biết là chuyện này không xảy ra vào mấy năm trước khi người nhà em không đồng ý cho em chơi game, chính phủ chỉ định đấy, chắc chắn sẽ khiến gia đình em phải câm nín. Khương Thu tự tưởng tượng một chút, đúng vậy, nếu lúc đó họ có thể thấy trước được ảnh hưởng của ngành công nghiệp trò chơi như ngày nay thì chắc sẽ không phản đối. Cũng chính vì có ảnh hưởng thực tế như hiện nay nên chính phủ mới chỉ định, có nhân ác có quả nên tình huống anh tưởng tượng không thể xảy ra được vào mấy năm trước được. Phương Diễu gật đầu, đúng vậy, Giống với trò chơi mà em định chơi vậy. Cương Thu tự suy nghĩ một chút, đúng vậy. Chuyện hai người thảo luận giống như trò chơi, dòng thời gian, này vậy. Cương Thu tự lên mạng phát sóng trực tiếp, số người xem trực tiếp lên đến hàng triệu, vẫn như thường lệ, cô không tương tác nhiều với khán giả, càng không thể tiết lộ những chuyện chính phủ giao phó, sau khi bắt đầu chơi game thì chuyên tâm vào việc phá đảo. Trò chơi này tốn đến một năm để phát triển, dung lượng cực lớn, lại có rất nhiều cốt truyện diễn giải. Chỉ tính thời lượng phát sóng thôi cũng đã có 20 giờ, không thể phá đảo trong một đêm. Trò chơi được làm rất công phu và thú vị, cùng với phát sóng trực tiếp tuyên truyền của Khương Thu Tự và các streamer lớn, ngày càng có nhiều người chú ý đến trò chơi này, đi tìm hiểu về lịch sử của Đô La Gông. Khương Thu Tự mất hơn một tuần mới chơi đến thời khắc lịch sử mà mọi người quan tâm. Trong cuộc họp của Đô La Gông, nhà môi trường học đã trình bày một báo cáo nghiên cứu điều tra cho tất cả mọi người, hành tinh có tuổi thọ, và rất không may, nền văn minh đô la gông của bọn họ ra đời vào thời điểm tuổi thọ của hành tinh sắp chấm dứt. Mà trong quá trình phát triển, bọn họ không hề biết đến điều này, khai thác và phá hoại bừa bãi khiến cho tốc độ suy vong của hành tinh được đẩy nhanh, đến khi bọn họ nhận ra thì mọi thứ đã không thể cứu vãn. Hành tinh còn bao lâu nữa sẽ sụp đổ, 300 năm, 500 năm hay 1.000 năm, rất khó nói, tóm lại là bọn họ phải nhanh chóng tìm kiếm một ngôi nhà mới. May mắn thay, bọn họ đã có khả năng viễn du tinh tế, công nghệ du hành tốc độ gấp khúc còn chưa hoàn thiện, nhưng đó là hy vọng duy nhất của bọn họ. Từng con tàu thám hiểm được cử đi, rất may mắn, chỉ mất 50 năm, bọn họ đã phát hiện ra một hành tinh thích hợp để sinh sống. Tin xấu là, hành tinh này có kích thước nhỏ hơn đô la gông và đã ra đời nền văn minh trí tuệ. Tin tốt là, tuổi thọ của hành tinh này có vẻ còn rất dài, trình độ khoa học công nghệ của nền văn minh trên hành tinh này không cao bằng bọn họ. Trong cuộc họp, những người đô la gông nhận được tin tức này đã thảo luận rất kịch liệt phe chủ trương hòa bình chúng ta không thể vô cớ phá hủy một nền văn minh trí tuệ giống như bọn cướp được có hành tinh đầu tiên thì sẽ có hành tinh thứ hai chúng ta có thể đàm phán với đối phương lấy việc giúp nền văn minh của bọn họ phát triển làm thù lao để được tạm thời cư trú một thời gian trong lúc đó thì tìm kiếm mua nhà mới của riêng chúng ta phe chủ trương chiếm đóng ngây thơ nền văn minh mạnh mẽ sáp nhập hoặc tiêu diệt nền văn minh yếu kém đây là quy luật sinh tồn đối phương sao có thể cam tâm tình nguyện chia sẻ tài nguyên trên hành tinh với chúng ta nếu bọn họ đồng ý vậy cũng là vì chênh lệch thực lực quá lớn tạm thời nhẫn nhịn chịu đựng các anh còn muốn giúp bọn họ phát triển khoa học công nghệ một khi đối phương nắm được kỹ thuật của chúng ta e rằng việc đầu tiên mà bọn họ làm chính là đuổi hết chúng ta ra ngoài hơn nữa các anh có từng nghĩ rằng có một hành tinh thì sẽ có hành tinh thứ hai không vũ trụ bao la như vậy lần này là may mắn nhưng chúng ta cần bao nhiêu năm mới có thể tìm được hành tinh thích hợp để sinh sống tiếp theo? Các anh có thể đảm bảo được không? Lỡ như hành tinh lần sau chúng ta tìm được có nền văn minh khoa học công nghệ phát triển hơn chúng ta, đối phương sẽ thân thiện như các anh sao? Biết đâu sẽ tiêu diệt chúng ta ngay từ lần đầu tiên. Chúng tôi có thể hiểu được suy nghĩ của các anh, nhưng suy nghĩ của các anh là quá ngây thơ, chúng ta không phải là một chủng tộc mang rợ, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Trên thực tế, phe chủ trương chiếm đóng và phe chủ trương hòa bình cũng rất phức tạp trong trò chơi có xen kẽ một số hình ảnh ghi lại cuộc họp thực tế, chứng minh cuộc họp năm đó thực sự hỗn loạn như vậy. Cuối cùng, phe chủ trương hòa bình thất thế, vì hòa bình mà đặt chủng tộc và nền văn minh của chính mình vào nguy cơ diệt vong, bọn họ không làm được. Cốt truyện trò chơi thực sự giống với dự đoán của một số người chơi, nhà khoa học xuyên không mà nhân vật chính truy đuổi muốn thay đổi toàn bộ hướng đi của chủng tộc, ông ta đã thất bại trong chuyện này. Nền văn minh vẫn tiến đến bờ vực chiến tranh, ngay lúc này, Nhân vật chính đã tìm thấy ông ta. Nhìn thấy nhân vật chính xuất hiện, nhà khoa học không hề bất ngờ. Tôi biết là anh vẫn luôn ngăn cản tôi, tại sao? Rõ ràng chúng ta có cơ hội thay đổi vận mệnh của chủng tộc. Bây giờ chiến tranh đã cận kề, một cuộc chiến lớn kéo dài 300 năm, sẽ có bao nhiêu người chết, mà chúng ta có khả năng ngăn chặn tất cả những điều này. Nhân vật chính, ngăn chặn bằng cách nào? Nhà khoa học, chẳng phải chúng ta đã biết tọa độ của hành tinh thích hợp để sinh sống rồi hay sao? chỉ cần nói cho bọn họ biết, chứng minh tọa độ là thật, vậy là có thể tránh được chiến tranh, không phải sao, giúp tôi đi. Khán giả trước màn hình phát sóng trực tiếp đều cho rằng sẽ xuất hiện tùy chọn lựa chọn, ngay cả Khương Thu Tự cũng nghĩ như vậy, nhưng không. Cốt truyện vẫn tiếp tục, nhân vật chính kiên quyết từ chối ông ta ta, mọi chuyện đã xảy ra, tất cả đều là lịch sử, cố gắng thay đổi lịch sử chỉ khiến cho thảm họa lớn hơn. Nếu có điều gì chúng ta nhất định phải làm thì đó chính là nhìn thẳng vào lịch sử, vì có chiến tranh nên chúng ta mới hiểu có được hòa bình khó khăn đến nhường nào. Nhà khoa học, không, tôi không thể hiểu được, vậy thì mục đích chúng ta vất vả chế tạo cỗ máy thời gian là gì, chẳng phải là để thay đổi quá khứ, xóa bỏ sai lầm, bù đắp tiếc núi sao. Nhà khoa học vừa nói vừa tấn công nhân vật chính. cương Thu tự cuối cùng cũng khôi phục được quyền điều khiển nhân vật, vốn dĩ đây là một màn đấu cam go, kết quả là cô dễ dàng trấn áp được tên phản diện. Trước khi bước vào cỗ máy thời gian, cô đã chế ngự nhà khoa học này hai người cùng nhau nhìn nghị viện thông qua nghị quyết phát động tấn công kể từ đó chiến tranh bắt đầu những chuyện sau đó mọi người đều biết giai đoạn đầu của chiến tranh bên trong nội bộ người đô la gông vẫn rất mâu thuẫn một mặt phải đảm bảo trái đất không bị phá hủy trên diện rộng mặt khác cũng không muốn tiêu diệt hoàn toàn loài người bọn họ cũng từng có ý định thiết lập khu vực thống trị để cố gắng dung hợp với nền văn minh loài người Điều này mới dẫn đến việc ban đầu lợi thế về công nghệ không được phát huy hết. Trong khi đó, ý chí chống cự mãnh liệt của loài người, cũng như tốc độ nghiên cứu công nghệ của loài người cũng là điều mà bọn họ không lường trước được. Đặc biệt là khả năng tháo gỡ, hấp thụ, sao chép và sản xuất công nghệ của một quốc gia phương đông nào đó đã khiến họ trở tay không kịp. Sự chủ quan ban đầu khiến người đô la gông hoàn toàn mất đi cơ hội chiếm đóng hoàn toàn hành tinh này. Nhà khoa học bước vào cổ máy thời gian hỏi nhân vật chính một câu hỏi cuối cùng, anh có tin chắc vào lựa chọn của mình không? Vẫn không cho khán giả cơ hội lựa chọn. Nhân vật chính gật đầu nói. Có, Phương Diệu khá ngạc nhiên. Giá trị quan mà trò chơi này thể hiện lại kiên định đến vậy. Nhìn thẳng vào lịch sử, chứ không phải ảo tưởng thay đổi quá khứ. Cũng khó trách bên phía Liên Hiệp Thâm Lam lại thông qua. Trong gần một tuần, độ hóc liên tục tăng cao của dòng thời gian đã được phát sóng hết trên tay Khương Thu Tự. Người chơi hồi tưởng lại quá trình chơi game, cảm giác như đã học một khóa lịch sử đô la gông trong một tuần đặc biệt là đề mục cuối cùng, người chơi thảo luận rất sôi nổi. Cuối cùng hoàn toàn không cho cơ hội lựa chọn, nếu có thể chọn, tôi sẽ giúp nhà khoa học này. Tôi thấy, khả năng lớn nhất là lựa chọn của bạn và nhà khoa học đã mở ra một dòng thời gian mới, tạo ra một không gian song song không có chiến tranh, nhưng không gian ban đầu vẫn không thể tránh khỏi, thậm chí có thể xảy ra thảm họa lớn hơn. Ôi, cảm thấy thực sự không thể tránh khỏi, nếu tôi là người đô la gông, tôi cũng sẽ chọn chiến tranh đáng tiếc tôi không phải, tôi có thể hiểu được, không thể tha thứ, mặc dù không thể tha thứ nhưng nếu như trò chơi này đúng là đầu ra văn hóa. Điểm mấu chốt là nó thực sự là một trò chơi, chứ không phải là một tài liệu lịch sử đội lốt trò chơi, chơi sẽ không thấy nhàm chán. Trò chơi này có giá trị như vậy, doanh số, đánh giá, độ hot đều không tệ, sẽ không giành được giải thưởng thường niên đấy chứ, má ôi, nghe anh nói vậy thì thấy cũng có khả năng thật, nếu, dòng thời gian, và, thành phố tội ác, tranh giải thưởng thường niên thì không thể tưởng tượng nổi. Thật vậy, dòng thời gian, có vẻ như đã tích đủ bấp, còn, thành phố tội ác, là một trò chơi cướp bóc, cảm thấy hơi nguy hiểm. Vậy thì vấn đề đặt ra là, tại sao Tổng Giám Đốc Khương lại quảng cáo cho trò chơi của đối thủ cạnh tranh? Chẳng lẽ, có nhiệm vụ, đệt mờ, chuyện bạn nói rất có khả năng nha. Không ngờ lại có cư dân mạng tiếp cận chân tướng sự thật. Và lượng người chơi đông đảo của thành phố tội ác, lập tức không vui khi nhìn thấy những bình luận này. Làm gì có chuyện dựa vào sự chính xác về mặt chính trị để giành giải thưởng thường niên, xét về độ thú vị thì, thành phố tội, đánh bại, dòng thời gian. Thành phố tội ác, phát hành được 2 tháng, doanh số đạt 150 triệu, chế độ trực tuyến có hơn 10 triệu người chơi hoạt động hàng ngày, gấp nhiều lần, dòng thời gian. Xét về góc độ trò chơi, hai game này không cùng một đẳng cấp. Có người phản bác, nếu trò chơi là nghệ thuật thì chắc chắn phải xem xét đến chiều sâu, tôi không nói, dòng thời gian, hay hơn, thành phố tội ác, nhưng bạn cũng không thể cố tình hạ thấp trò chơi này. Về chiều sâu cốt truyện trò chơi và giá trị văn hóa thì, dòng thời gian, thực sự mạnh hơn, thành phố tội ác, rất nhiều. Gần đây đắm chìm trong cuộc sống hôn nhân mới, Phương Diễu đã quên mất chuyện lễ trao giải thường niên, đọc được bình luận của mọi người mới tỉnh ngộ, anh nhanh chóng nhắn tin cho tưởng tài văn, ôi cha ôi, trò chơi này sẽ không thực sự nhắm vào tôi đấy chứ, thực sự muốn giành giải thưởng trò chơi thường niên của tôi sao, tưởng tài văn không thể không quan tâm đến trò chơi này, anh ta cũng vừa mới xem xong livestream của Khương Thu Tự, đang trầm ngâm suy tư. Thấy tin nhắn của Phương Diễu, anh ta rất muốn đánh người, sao lại là giải trò chơi thường niên của anh thế, anh còn mong đợi được nhận mãi, nhận cả đời sao? Tưởng tài văn hừ lạnh trả lời. Anh ta vừa gửi đi chưa được mấy giây, tin nhắn trả lời của Phương Diễu đã gửi đến, cũng không phải, tôi đang nghĩ, nếu có một ngày tôi sẽ thua thì nên thua anh mới đúng. Tưởng Tài Văn nhất thời có chút cảm động, anh thực sự nghĩ vậy sao, Phương Diễu, giả đấy, anh không tin chứ đúng không? Anh tin thật cà, Tưởng Tài Văn suýt chút nữa là ói máu, trực tiếp kéo tên này vào Blacklist. Cho dù anh ta không chặn, Phương Diễu cũng không định nói chuyện với anh ta nữa, vì bên này Khương Thu tự chơi xong trò chơi và tháo thiết bị. Thế nào? Phương Diễu hỏi. Khương Thu tự suy nghĩ một chút, nhận xét, cũng được, mặc dù mỗi điểm đều thiết lập các cách chơi khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn là một trò chơi cốt truyện nhập vai. Em thấy nó có thể giành mất giải thưởng trò chơi thường niên của chúng ta không? Phương Diễu hỏi. Anh không tự tin sao? Khương Thu tự hơi ngạc nhiên. Phương Diễu tức giận chỉ trích, bọn họ không chơi đẹp, chơi chính trị, Khương Thu tự buồn cười, đừng quan tâm, nếu thực sự bị cướp mất thì cũng không sao, em không quan tâm cũng đúng, năm nay anh đã nhận được giải thưởng lớn nhất cuộc đời rồi. Phương Diễu tiến lại gần, ôm lấy Khương Thu Tự, đè cô xuống giường. Em đã phát sóng trò chơi một tuần rồi, nghiêm trọng trì hoãn thời gian vung đắp tình cảm vợ chồng và sinh con của chúng ta. Khương Thu Tự chớp chớp mắt, nhiệm vụ mà, em có cách nào đâu, Phương Diễu, phát, câu, phụng chỉ chơi game, này không dùng được ở nhà, trái lại nó lại được dùng trên người anh. Vừa mất tập trung, anh đã bị Khương Thu tự ấn lên giường rồi, dĩ nhiên anh có để ý thì cũng chẳng khác là mấy. Khương Thu tự nằm trên người anh, đè anh xuống như một con hổ, lòng bàn tay cô ấn lên ngực anh, đôi mắt nhìn chầm chầm anh, dường như đang cân nhắc xem nên cắn từ đâu thì tốt hơn, cuối cùng cúi xuống cắn vào tay anh, anh tưởng em không muốn sao. Vậy, em muốn ở trên. Khương Diễu mong đợi hỏi, vẻ mặt nằm im hưởng thụ. Chỉ là anh vừa hỏi xong, thì Khương Thu tự, người vừa chọc ghẹo anh khi nãy đã đứng dậy cô liếc nhìn anh em đi rửa mặt trước lát nữa nói tiếp phương diễu muốn đi theo lúc này vòng tay reo lên ai vậy phương diễu cầm lên xem phát hiện là tưởng tài văn tưởng tài văn chặn phương diễu xong thì mãi lâu sau mới tỉnh táo lại anh ta bỏ chặn nhắn tin hỏi vợ anh livestream là có nhiệm vụ sao phương diễu vốn không muốn trả lời anh ta nhưng đọc được mấy chữ vợ anh anh thấy rất hữu dụng quyết định trả lời tên này. Người bình thường khó tiếp xúc với những thông tin này, nhưng với năng lực của tưởng tài văn thì không khó để hỏi thăm. Phương Diễu cũng không cần giấu anh ta, đúng vậy, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Ảnh hưởng gì? Tưởng tài văn thắc mắc. Phương Diễu, anh độc thân nên không hiểu. Cút. Tưởng tài văn không nói nên lời, vừa rồi không hiểu nhưng tên này nói vậy mà anh còn không hiểu sao, anh tìm tôi, anh bảo tôi cút phương diệu vừa phàn nàn vừa hỏi còn anh thì sao anh cũng chuẩn bị phát triển một số dự án phù hợp với định hướng chính thức cà có giá trị không tùy tình hình tưởng tài văn vẫn có sự kiêu ngạo của người làm nghề nếu muốn thêm giấm vào sủi cảo thì cứ thêm vào nhưng tôi sẽ không vì một đĩ giấm mà đi gói sủi cảo có lý phương diệu rất tán thưởng suy nghĩ này của anh ta anh cũng đang suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ của chính phủ dù sao thì tiền đề của trò chơi nhất định phải là thú vị thực ra trong các trò chơi trước đây chẳng hạn như trò chơi của các vị thần hiệp khách hành chiến tranh toàn diện đế quốc linh hồn thượng cổ và thậm chí là đua xe cực hạn chân trời tất cả đều thể hiện lịch sử và văn hóa loài người ở một mức độ nhất định nhưng rõ ràng chính phủ hy vọng anh có thể đối chiếu với dòng thời gian để cho ra một trò chơi tương đối chính thức nghiêm túc và bao quát hơn về nội dung lịch sử dòng thời gian lấy cổ máy thời gian làm điểm dẫn vậy thì mình nên tiếp cận từ góc độ nào đây? Phương Diễu đang suy nghĩ chuẩn bị thảo luận với Tưởng Tài Văn. Lúc này cửa phòng tắm mở ra, Khương Thu Tự đã rửa mặt xong. Phương Diễu nhìn thấy, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Cũng không còn sớm nữa, anh nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi. nửa đêm rồi còn nói chuyện không dứt, anh có nghĩ đến việc sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của người khác không? như vậy là không có đạo đức. Phương Diễu gửi tin nhắn xong, ném vòng tay đi, rồi đi tìm vợ. Tưởng tài văn. Phát, thức giấc sau một đêm dài, những cuộc thảo luận sôi nổi về, dòng thời gian, vẫn tiếp tục, nếu nhất định phải tìm một từ để mô tả thì, phá vỡ vòng tròn, là phù hợp nhất. Trò chơi này đã hoàn toàn phá vỡ vòng tròn nhờ sự quảng bá có chủ đích của nhiều bên. Quảng cáo là có qua có lại, một số cư dân mạng thông minh đã nhìn thấu sự thật. Lần này chính phủ quảng cáo cho trò chơi của Dolagong, sau đó chắc chắn sẽ có một đợt phản hồi ngược, tôi cực 10 gói đồ ăn vặt, có ai theo không, nhất định rồi, có đi có lại mới là lễ nghĩa, các bạn nghĩ ai sẽ làm trò chơi liên quan, tôi cực thêm 10 gói đồ ăn vặt nữa, là công ty giải trí tinh không, nếu thực sự để Phương Diễu làm, các bạn không thấy rất thú vị sao, rất khó tưởng tượng ra anh ta có thể làm trò. Chơi này thành ra thế nào? Khi mọi người đang thảo luận, chế độ nhiều người chơi của thành phố tội ác đã cập nhật nhiệm vụ tận thế hoàn toàn mới mọi người nhìn vào tuyệt vời lần này trực tiếp cướp từ mặt đất lên trạm vũ trụ hình thành sự đối lập rõ ràng với dòng thời gian cốt truyện sâu sắc cái gì chứ chỉ cần sảng khoái là được bạn chắc chắn đây là thành phố tội ác chứ không phải ngôi sao tội ác chứ hành tinh đã không chứa nổi lũ cướp này nữa rồi tuyệt lại có thứ mới để cướp rồi một số người chơi trước đó còn đang say sưa trò chuyện về giá trị văn hóa ý nghĩa chính trị của dòng thời gian quay đầu đã chạy đi cướp online. Tần Chi từ gần đây cũng rất nghiện trò chơi này, trong khoảng thời gian này đã chơi hết nhiệm vụ tận thế, anh ta vốn tưởng rằng phải tạm biệt trò chơi này, không ngờ đột nhiên lại cập nhật, anh ta nhanh chóng liên lạc với những người bạn khác, lên mạng, tập hợp, theo kế hoạch, thành phố tội ác, sẽ là trò chơi mua đứt được công ty giải trí tinh không cập nhật liên tục trong thời gian dài nhất, trong tương lai sẽ còn cung cấp thêm nhiều nội dung cho người chơi. Ban đầu Phương Diễu còn muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi gần đây, làm thêm một số hoạt động, đưa công ty giải trí tinh không vào trò chơi, nhưng nhiệm vụ đột ngột của chính phủ đã khiến anh từ bỏ ý định này. Những ngày này, anh vẫn luôn suy nghĩ về điểm đột phá của dự án truyền bá văn hóa này. Nói là đối chiếu với, dòng thời gian, nhưng suy nghĩ của chính phủ chắc chắn là hy vọng anh làm ra một trò chơi tốt hơn, tốt nhất là vượt xa, như vậy thì về mặt dung lượng trò chơi, tính nghiêm ngặt của nội dung và cả tính thú vị của cách chơi đều phải bỏ ra rất nhiều công sức. Dự án này, e rằng phải mất hơn một năm nếu muốn làm nghiêm túc hơn nữa còn trì hoãn kế hoạch thế giới ảo của anh làm sao để có thể đạt được cả hai mục tiêu phương diễu suy nghĩ mãi cuối cùng đã chốt một phương án làm vi tôn lai trong trò chơi người chơi có thể lựa chọn bất kỳ nút thời gian nào kể từ khi loài người ra đời cho đến ngày nay mô phỏng một cuộc sống mới muốn sống ở thời kỳ đồ đá không vấn đề gì sinh ra ở thời chiến quốc cũng được luôn muốn cảm nhận sức hấp dẫn của cao bồi miền tây không thành vấn đề cuộc sống của tôi do tôi làm chủ muốn đi đâu thì đi đến lúc đó sử dụng công nghệ ai mới nhất để khiến các nhân vật trong mỗi nút thời gian của trò chơi đều trở nên chân thực như vậy vừa hoàn thành nhiệm vụ của chính phủ vừa không ảnh hưởng đến kế hoạch của bản thân dù sao trong tương lai thế giới trong mỗi nút thời gian đều có thể trở thành một phần của thế giới ảo ngoài ra cách chơi của vi tương lai sẽ thu hút người chơi trải nghiệm cuộc sống mới nhiều lần ở các nút thời gian khác nhau so với dòng thời gian chỉ ghi lại các sự kiện lớn người chơi sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa loài người đồng thời tính liên tục của việc truyền bá văn hóa cũng lâu dài hơn qua quá trình trải nghiệm cuộc sống nhiều lần trong game sao mình thông minh thế này phương diễu kêu lên trong văn phòng phương thu tự vừa bước vào đã nghe thấy tên này lại đang tự luyến vừa buồn cười vừa tò mò hỏi thông minh gì thế phương diễu nhìn thời gian đến giờ ăn rồi à đi vừa ăn vừa nói với em Khương Thu tự gật đầu, được, đến căng tin. Lên tầng trên đi. Phương Diễu vừa nói vừa bắt đầu nghiêm túc vẽ hâu vẽ vượng, gần đây anh còn nhận được đơn khiếu nại ẩn danh của nhân viên. Khiếu nại. Khương Thu tự hơi ngạc nhiên, anh đã làm gì? Phương Diễu nói, không phải anh đã làm gì, mà là nói hai chúng ta đã có thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn vì muốn tiết kiệm chi phí ăn uống cho công ty. Có thể đến dùng từ, thủ đoạn tàn nhẫn, như vậy, còn, cực kỳ. Khương Thu Tự vừa kinh ngạc vừa để tâm. a à, chuyện gì vậy? Phương Diễu giải thích. Nói hai chúng ta ngày nào cũng rải thức ăn cho chó ở căng tin vào buổi trưa. Ban đầu bọn họ có thể ăn hai bát lớn. Bây giờ cơm còn chưa kịp lấy thì đã bị hai chúng ta cho ăn no rồi. Bọn họ phản đối, cho rằng không thể tiết kiệm tiền ăn như vậy, yêu cầu chúng ta đi ăn ở nơi khác. Khương Thu tự vốn nghiêm túc bỗng bật cười, thật hay giả vậy, thật, đi thôi, lên tầng. Phương Diễu vừa dỗ dành vừa lừa gạt, đưa cô lên tầng trên để trải qua thế giới riêng của hai người vào giờ nghỉ trưa. Khi ăn cơm, Khương Thu Tự vẫn muốn nói về chuyện nhân viên khiếu nại nhưng Phương Diễu đã chuyển chủ đề thành công. Nghe Phương Diễu đưa ra ý tưởng về trò chơi, vi tôn lai, Khương Thu Tự rất hứng thú, được đấy nha, và trò chơi này, chính phủ chắc chắn sẽ bật đèn xanh cho chúng ta, cần tài liệu hay cố vấn gì đều có thể yêu cầu chính phủ. Phương Diễu không nhịn được, cũng phấn khích, có thể lấy được một số tài liệu lịch sử bí mật không, em xem trong, dòng thời gian. Công ty phát hành thậm chí còn có cả video cảnh quay tại chỗ của hội đồng đô la gông khi đó. Khương Thu tự gật đầu, có cơ hội, anh cần gì, đến lúc đó em sẽ liên lạc với chính phủ. Hai người thì thầm một hồi, coi như đã chốt chuyện này. Nhưng như vậy thì thời gian sản xuất của nhóm dự án chắc chắn sẽ rất dài phải không? Khương Thu tự hỏi. Phương Diệu tính toán một chút, ừ, với khối lượng này thì chỉ riêng việc chuẩn bị đã cần rất lâu, ít nhất là một năm rưỡi. Vậy còn tốt, dù sao công ty còn có ba nhóm dự án độc lập, đã có thể tự mình đảm đương, anh không ra tác phẩm trong một năm rưỡi thì không thành vấn đề. Ai nói anh không ra tác phẩm? Phương Diễu nói, trong thời gian sản xuất, Vi Tôn Lai, anh chuẩn bị dẫn thêm một nhóm, trước khi thế giới ảo ra đời, anh phải duy trì được sức nóng của bản thân, khiêm tốn trong một năm rưỡi, rủi ro hơi lớn, thực sự có rủi ro, hay là anh rất khó nhận được mà không khoe khoang khương thu tự nhìn thấu nhưng không nói ra đương nhiên cũng không phản đối chỉ quan tâm hỏi anh không thấy mệt sao phương diễu anh là giám đốc không cần phải tự mình làm mọi việc lười biếng mới là sở trường của anh khương thu tự nhìn anh anh nói như vậy trước mặt bà chủ mà thấy được à ai bảo bà chủ là vợ anh chứ hơn nữa em còn ngại nói anh sao phương diễu kéo cô lại muốn hôn lên má cô khương thu tự né tránh anh đã lau miệng chưa, Phương Diễu, lau rồi. Lau rồi cũng không được. Khương Thu tự ấn Phương Diễu vào lưng ghế sofa, hôn lên mặt anh. Phương Diễu, không phải không được sao? Khương Thu tự hơi nhướng mày, đúng vậy, anh không thể hôn em nhưng em có thể hôn anh. Khi hai người đang chơi trò chơi nhỏ của các cặp đôi trong phòng nghỉ, không ít nhà sản xuất trong ngành đã quyết định đi theo một xu hướng chính thống. Công ty Internet Meta đã xác định dự án mới là thịnh vượng một trò chơi mô phỏng kinh doanh nội dung liên quan đến giao thương thông suốt giữa liên hiệp thâm lam và đô la Gông, đồng thời sẽ cùng nhau phát triển chống lại hải tặc vũ trụ và xâm lược của nền văn minh ngoài vũ trụ vân vân dự án mới của nido có tên là tìm kiếm Xem quảng cáo thì có vẻ như nội bộ Liên Hiệp Thâm Lam và Đô la Gông đều có người không muốn ngừng chiến tranh, vì vậy hai bên đã thành lập chung một nhóm thanh tra để ngăn chặn chiến tranh xảy ra, trò chơi kết hợp giữa bí ẩn, giải đố và chiến đấu, hỗ trợ chơi trực tuyến, vân vân người chơi cũng đã nhận ra, đó chính là ăn theo, ăn theo một cách cứng nhắc, nhóm dự án cũng đã rảnh rỗi một thời gian, Phương Diễu không trì hoãn, buổi chiều mở họp, nói sơ qua về ý tưởng của dự án, Vi Tôn Lai. Nghe xong mô tả của anh, mọi người trong nhóm dự án đều cảm thấy phấn khích trước nội dung và quy mô của dự án. Mọi người không khỏi cảm thán mỗi lần tưởng rằng đã hoàn thành một dự án lớn chưa từng có và gần như đã đạt đến giới hạn, lão đại lại có thể nghĩ ra một dự án mới hoành tráng hơn dự án này phải bảo mật tuyệt đối không được để lộ bất kỳ thông tin nào phương diễu nhắc nhở nếu ai không giữ được mồm giữ miệng đến lúc truy cứu trách nhiệm thì đừng trách tôi yên tâm đi lão đại chúng tôi rất kín miệng đúng vậy anh yên tâm trước đây có cô gái thầm thương trộn nhớ tôi hỏi tôi nhiều lần ngay cả khi say rượu tôi cũng không thừa nhận mọi người cùng nhìn về phía người này phương diễu hỏi ra thắc mắc trong lòng đám đông tại sao thầm thương trộn nhớ thầm thương trộn nhớ cảm giác thích thầm như vậy thật tuyệt nói ra là phá hỏng hết các người không hiểu đâu phương diễu tôi đột nhiên muốn đuổi anh ta khỏi nhóm dự án của tôi ai đồng ý ai phản đối ngoài người trong cuộc tất cả đều giơ tay đồng ý được rồi không đùa nữa phương diễu không lại nhấn mạnh thêm về vấn đề bảo mật cũng không tiếp tục thảo luận về các chi tiết của dự án trước tiên là tan học bên này vừa mới xác định dự án có rất nhiều việc phải chuẩn bị bên Khương Thu Tự cũng phải liên lạc với bên chính phủ, mời một số cố vấn đến, anh không thể vội vàng được. Phương Diệu quyết định, tranh thủ thời gian này, tiến hành cập nhật bản mở rộng, Master and Commander, của, chiến tranh toàn diện, còn có thể tranh thủ chơi trong những ngày rảnh rỗi cuối cùng. Bản mở rộng đã chuẩn bị xong từ lâu, nhận được thông báo của Phương Diễu, thông báo cập nhật lập tức được gửi đi. Quả nhiên, động thái này lập tức tạo nên bàn tán sôi nổi của cư dân mạng buổi sáng cập nhật nhiệm vụ cướp bóc buổi chiều cập nhật chiến tranh trên biển cái tên phương diễu này chắc chắn là cố ý đi ngược lại với xu hướng hiện nay có lý vừa cướp bóc vừa chiến tranh trên biển nhất định phải bắt tên này lại tra tấn thật dữ cư dân mạng mồm miệng thì chỉ trích nhưng tay chân lại nhanh nhẹn tìm kiếm thông báo cụ thể và cách chơi kỵ binh thì phải làm sao có phải bỏ đi không có mở nghề nghiệp thủy binh mới không cập nhật thêm mấy hòn đảo có phải để cướp đảo không nơi nơi đều là câu hỏi mọi người đưa ra để tăng độ hot cho bản mở rộng, bên công ty giải trí tin không đã không tung hết thảy thông tin ra ngoài. Nửa ngày sau khi thông báo cập nhật được đăng tải, công ty mới đăng tải nội dung cách chơi chiến tranh trên biển, hồi lâu sau đó mới đăng tải video giới thiệu, cứ cách một thời gian lại tung ra một chút, cho đến khi trò chơi chính thức cập nhật. Nội dung mới mà, Khương Thu tự sao có thể không trải nghiệm, về đến nhà là cô chuẩn bị vào game. Anh không vào sao? Cô hỏi Phương Diễu. Em chơi trước đi, anh vào sau. Phương Diễu bận lên kế hoạch cho, vi tôn lai, like, cả ngày, còn một vài linh cảm chưa được ghi lại, anh định hoàn thành nhân lúc còn nóng hổi. Vậy em vào trước. Khương Thu tự ôm thiết bị ảo, chạy vào phòng ngủ chơi game. Phương Diễu thông thả hoàn thành công việc rồi mới đăng nhập vào trò chơi, vốn tưởng Khương Thu tự đang bận đóng tàu, không ngờ cô đã ra khơi. Lấy đâu ra thuyền? Phương Diễu hỏi. Thuyền của ban hội, do Phi Phi đóng. Khương Thu tự nói. Phương Diễu đã quên mất bản thân có ban hội, hiện nay có rất nhiều người chơi hệ sinh tồn đỉnh cao, chỉ cần có thể kiếm được bản vẽ và nguyên liệu thì đóng tàu không khó, bản mở rộng mới không đặt ra ngưỡng quá cao. Thấy Khương Thu tự đã ra khơi, Phương Diễu đến cảng, định xin đi nhờ một chiếc thuyền, tìm ai đây? Kết quả nhìn một vòng, anh thấy vu miễu. Người quen nha, người quen dễ chào hỏi, Phương Diễu trực tiếp đi tới. Gặp Phương Diễu, vu miễu khá bất ngờ, thấy anh muốn xin đi nhờ thuyền, anh ta không nói hai lời đã đồng ý, sao có thể từ chối được. Anh ta đang mở livestream, Phương Diễu ở trên thuyền của anh ta thêm một giây cũng là thêm một giây tăng độ hot đi đi đi. Vu Miễu gọi anh lên thuyền, ban hội là do anh ta và một vài streamer khác cùng nhau thành lập. Trong đó, ngoài streamer ra, còn có kha khá phan hâm mộ giàu có, ai nấy đều có trang bị rất hoành tráng. Được tiếp xúc gần với Phương Diễu, bọn họ cũng thấy rất kỳ diệu, vây quanh Phương Diễu trò chuyện không ngừng. Khán giả trong phòng livestream cũng đang ầm ĩ, Phương Diễu lên thuyền của Tam Thủy rồi, Tam Thủy có tiền đồ quá. Tổng giám đốc Khương không online à? Sao Phương Diễu không đi cùng Tổng giám đốc Khương? Vài bạn trên mạng chỉ thảo luận xung, còn một số người đã để mắt đến con thuyền này, lần lượt ra khơi. Trên thuyền, mọi người còn chưa biết nguy hiểm đang đến gần, đang nói đùa với Phương Diễu. Giám đốc Phương, không thể lên thuyền miễn phí được, tiết lộ một chút thông tin đi chẳng hạn như tọa độ đảo hay vị trí rương báu trên đảo đúng vậy gợi ý một chút về việc cần chuẩn bị những gì cho phó bản cướp biển cũng được phương diệu thắc mắc không đúng nhá các anh chẳng phải luôn gọi tôi là chó phương trên mạng sao khụ 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 tiếng ho vang lên không ngớt không phải tôi đúng vậy tôi chưa bao giờ gọi như vậy phương diệu nhìn một đám người ngẩng đầu nhìn trời nhìn biển cũng hết nói nổi ho xong mới phủ nhận ai tin chứ nhưng mọi người nói đúng đã lên thuyền rồi thì không thể cứ trôi nổi trên biển anh mở bản đồ tôi xem tọa độ nhé nghe anh nói vậy mọi người trên thuyền đều vây quanh còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy người đứng trên đài quan sát hét lên có thuyền thuyền của ai kiểu dáng chiến thuyền của đông minh tây ước và phe đô la gông khác nhau màu nền lá cờ của phe cũng khác nhau rất dễ phân biệt thuyền của đông minh ồ người nhà mọi người vừa mới yên tâm thì nghe thấy tiếng súng con thuyền ở xa đã nổ súng về phía bọn họ không phải là đồng minh không được tấn công nhau hay sao cố ý chứ gì nhắm vào mặt biển để dọa chúng ta không bắn trúng lúc này phương diễu lên tiếng không chắc tại sao mọi người quay đầu hỏi phương diễu giải thích bản mở rộng mới người chơi có thể lựa chọn gia nhập phe cướp biển muốn gia nhập phe cướp biển cần phải nộp lễ vật nhận nhiệm vụ nộp lễ vật có thể tấn công cả đồng minh của bản thân anh giải thích xong, mọi người trên thuyền mới vỡ lẽ. Vừa nói xong, lại có thêm một phát đại bác bắn tới, lúc này mọi người mới xác định, đối phương thực sự muốn tấn công bọn họ. Vu miễu hét lên, còn ngay ra đó làm gì, chuẩn bị chiến đấu đi, phản công, nổ súng. Lần đầu chơi hải chiến, mọi người đều không quen thao tác, chiến thuyền bằng gỗ, cộng thêm đại bác nạp đạn trước nòng cổ xưa, rất khó ngắm bắn chính xác. Hai con thuyền càng lúc càng gần, Tôn Thi nói với Vu miễu, hình như bọn họ đang la hét gì đó những người khác cũng nhìn thấy trên bông tàu đối phương một nhóm người chơi nhảy lên nhảy xuống có vẻ như đang hô hào không nghe rõ vu miễu lắc đầu những người khác cũng không nghe rõ không lâu sau con thuyền càng gần âm thanh cũng rõ hơn một chút bấy giờ mọi người mới nghe rõ các người đã bị bao vây giao phương diễu ra đây thì tha cho các người chúng tôi muốn bắt phương diễu đi nộp lễ vật giao anh ta ra đây rõ ràng đều là những người chơi đã xem livestream, cố tình đến chặn đánh bọn họ. Đám người trên thuyền nhìn Phương Diễu, Phương Diễu ngẩn người, kêu lên, các anh làm gì vậy, sao lại không có nghĩa khí như thế, bọn họ cũng không có mấy con thuyền, đánh với bọn họ đi, ngay khi mọi người đang bị kích động, đối phương đưa ra câu hỏi xoáy, chúng tôi muốn bắt Phương Diễu để xem anh ta cầu nhảy, các bạn không muốn xem sao, nghe thấy câu hỏi này, mọi người lại đồng loạt nhìn sang, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Phương Diễu, thấy một nhóm người, kha 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 nhìn chính mình phương diễu vội vàng nhắc nhở đang livestream đấy có vô số đôi mắt đang nhìn kia kìa chú ý hình tượng chú ý ảnh hưởng vu miễu nãy giờ vẫn không nói gì không biết đang thao tác cái gì cuối cùng cũng lên tiếng chuyện đó tôi vừa phát động một cuộc bỏ phiếu trong phòng livestream tỷ lệ khán giả muốn xem anh đi cầu nhảy là 98%. phần trăm phương diễu kêu lên ai ai là người bỏ phiếu đứng ra đây hay là anh hy sinh vì mọi người đi vu miễu thương lượng lúc này những con chiến thuyền ở xa cũng đã gần rồi. Phương Diễu, đừng ép tôi ập lai like trốn chạy đấy. Mọi người nghe vậy liền khuyên can hết lời. Ôi, như vậy thì mất vui. Đúng vậy, chơi game phải có cảm giác nhập vai và đắm chìm, là nhà sản xuất, chắc chắn anh hiểu mà. Thấy có người đã chuẩn bị cả dây thừng, Phương Diễu đe dọa, đừng chọc giận tôi, nếu không tôi hát hóa, đó sẽ là nỗi đau mà các người không chịu nổi đâu, bị anh nói vậy, khán giả suýt chút nữa bị hù dọa họ thực sự không chịu nổi nỗi đau mất tiền nhưng nghĩ lại thì chiến tranh toàn diện đế quốc là game tính phí theo thẻ game time cạc phương diễu có thể tăng giá thẻ game tam cạc sao còn những người trên thuyền thì càng không sợ toàn là những streamer lớn và những người hâm mộ lắm tiền của bọn họ tiêu tiền để tìm niềm vui vốn là chuyện bọn họ làm hàng ngày phương diễu đã nói như vậy thì càng phải ra tay cả đám người gùa lên trói chặt phương diễu phương diễu tuy kêu upline nhưng vẫn không chạy trốn. Tôi nói cho các người biết, vợ tôi sắp đến rồi, lát nữa cô ấy đến, các người đều phải chết, không nói câu này thì thôi, nói ra càng khiến mọi người không chịu nổi. Không được, nghe anh ta gọi tổng giám đốc Khương là, vợ, tôi không chịu được, anh ta phải đi cầu nhảy, cáo mượn oai hùng, không biết xấu hổ, đám đông dẫn Phương Diễu đi nộp lễ vật cho bọn cướp biển. Không lâu sau, bọn họ nhìn thấy một con tàu cướp biển khổng lồ, lá cờ có hình đầu lâu trên cột buồm tung bay trong gió phía sau con tàu cướp biển khổng lồ, có thể mơ hồ nhìn thấy một hòn đảo ẩn hiện trong sương mù. Dừng lại. Người chơi đến nhận nhiệm vụ cướp biển trước đó đã tìm ra cơ chế, chiến thuyền dừng lại ngoài tầm bắn, đi thuyền nhỏ đến nộp lễ vật. Mọi người dương cờ trắng, dẫn Phương Diễu đi thuyền nhỏ đến tàu cướp biển. Phương Diễu thế mà không ập lai trốn mất, với sự vô liêm sỉ của mình, anh ta sẽ không có âm mưu gì chứ, đang đợi tổng giám đốc Khương Sao, có khả năng, Ban hội đó của Tổng Giám Đốc Khương có thuyền không? Hẳn là có. Khán giả đều cho rằng Phương Diễu không đăng xuất là để đợi Khương Thu tự đến, diễn một màn mỹ nhân cứu anh hùng, mỹ nhân cứu chó. Thực ra Phương Diễu chỉ muốn thử nghiệm NPC, sau khi bản mở rộng, Master and Commander, được phát hành, NPC trong, chiến tranh toàn diện, đế quốc, đã được cập nhật một lần, sử dụng công nghệ AI thông minh mới nhất anh dự định kiểm tra xem công nghệ mới này có thể đạt được hiệu quả mà bản thân mong muốn hay không. Lên tàu cướp biển, chuẩn bị gia nhập phe cướp biển, người chơi dẫn Phương Diễu đi tìm thuyền phó để nộp nhiệm vụ, Vu Miễu cũng đi theo, dù sao anh ta phải livestream. Kết quả là, khi đến trước mặt thuyền phó, Phương Diễu đã nhanh chân nói trước, tôi biết vị trí của tất cả kho báu trên biển này, chỉ cần các anh thả tôi ra, để bọn họ đi cầu nhảy, ném bọn họ cho cá ăn, tôi sẽ nói cho các anh biết vị trí của kho báu thuyền phó đánh giá anh ta từ trên xuống dưới anh nói thật sao vu miễu đột nhiên cảm thấy không ổn chúng tôi đến để nộp câm miệng thuyền phó hung dữ ngắt lời anh ta những tên cướp biển khác trên thuyền thấy vậy cũng lập tức bao vây bọn họ thuyền phó quay đầu lại nói đi báo cho thuyền trưởng một tiếng tên tay sai rời đi một lúc thuyền trưởng tàu cướp với hình tượng kinh điển là một tên độc nhãn xuất hiện hắn ta đi đến trước mặt phương diễu nghe nói ngươi biết kho báu ở đâu Ngươi chứng minh thế nào, Phương Diễu, có bản đồ hải trình không? Thuyền trưởng giơ tay, Lâu La lập tức đi lấy bản đồ hải trình. Bản đồ hải trình mà tên Lâu La lấy đến giống hệt với bản đồ mà người chơi mở ra, Phương Diễu lập tức chỉ vào một tọa độ gần nhất. Ở đây, ngươi cho người đi tìm thử xem. Thuyền trưởng thấy vị trí không xa, lập tức sắp xếp người đi, tốc độ phản hồi của NPC rất nhanh. Thuyền đi thuyền về, chở theo rất nhiều thùng, mở ra toàn là vàng, nhìn mà hoa cả mắt. Phương Diễu, thế nào, cởi trói, mau cởi trói cho người anh em này. Thuyền trưởng độc nhãn vui mừng ra mặt, vung tay một cái, tên lâu la liền đến cởi trói cho Phương Diễu. Mấy người vu miễu cũng như khán giả trước màn hình livestream đều choáng váng, rất khó để không chửi thề, cái đít gì vậy, Phương Diễu lập tức chỉ tay, đánh chìm bọn họ, để tên kia đi cầu nhảy, tôi sẽ cho các người nhiều kho báu hơn, thuyền trưởng suy nghĩ một chút, vẫy tay, một đám lâu la tiến đến trói vu miễu. Vu miễu, người chơi bên cạnh, chúng tôi đến để nộp lễ vật. Thuyền trưởng nhún vai, thật đáng tiếc, người này có giá trị hơn mi. Vu Miễu cũng nhận ra rằng có thể giao tiếp với NPC một cách nhân văn hơn, thậm chí là mặc cả, vì vậy anh ta nhanh chóng nói, như vậy chẳng phải là anh đã thất hứa sao, sau này sẽ không ai đến đầu quân cho anh nữa, nếu hắn biết vị trí kho báu thì cứ từ từ ép hỏi là được, không cần nghe theo hắn. Thuyền trưởng lại suy nghĩ một chút, đúng là như vậy. Phương Diễu lập tức nói, không cần sợ thất hứa, chỉ cần ném bọn họ cho cá mập, ai sẽ biết anh thất hứa, ta là người cứng đầu cứng cổ, lỡ như anh thả bọn họ đi, ta không nói nữa, anh sẽ lỗ to. Vu Miểu, anh thật độc ác. Phương Diễu, cậu không kém, câm miệng hết cho tôi. Thuyền trưởng quát hai người, tiếp tục suy nghĩ, cuối cùng hắn ta vẫn cảm thấy Phương Diễu nói có lý hơn một chút, so với kho báu thì một chút rủi ro đánh mất uy tín cũng chẳng là gì. Tôi ợp like đây. Vu miễu kêu lên. Phương Diệu bắt đầu chế giảo. Xuống cái gì mà xuống, anh quên cảm giác nhập vai và đắm chìm rồi sao? Hơn nữa đăng nhập lại vẫn ở trên thuyền, anh cứ ngoan ngoãn nhảy đi. Vu miễu nhắn tin cho ban hội. Kế hoạch có thay đổi, mau đến cứu tôi, đánh nhau với bọn cướp biển. Ban hội của Vu miễu vẫn có chút tình nghĩa và đoàn kết. Nghe thấy tiếng kêu của anh ta là lập tức lái thuyền đến gần. Thuyền trưởng thấy vậy, cười lạnh một tiếng, Lâu la lập tức thổi tù và đánh trống, trong nháy mắt đã có hàng chục chiến thuyền lao ra từ trong màn sương mù phía sau tàu cướp biển. Vu Miễu và một nhóm người trong ban hội thấy vậy, vội vàng nói, lão địa, hay là anh hy sinh chút đi. Vu Miễu, chết tiệt, không ai chạy thoát được. Phương Diễu và thuyền trưởng đồng thanh nói. Thuyền trưởng liếc anh một cái, nể mặt kho báu, nhịn. Hắn ta ra lệnh một tiếng, đại bác trên tàu cướp biển đồng loạt khai hỏa. Những người chơi thấy vậy thì vội vàng phản công, nhưng tính cả những người chơi ban đầu muốn gia nhập cướp biển, bọn họ cả thảy cũng chỉ có 7 chiến thuyền, căn bản không phải là đối thủ của cướp biển. Lúc này, Phương Diệu đã lấy một cái gậy từ tay lâu la, chọc vào mông vu miễu, ôi chao, phong thủy luân chuyển, còn chờ gì nữa, nhảy đi, ập cũng vô dụng, vu miễu định dùng đá hồi thành, bị Phương Diệu cắt ngang, muốn chạy nhưng xung quanh đều là mấy tên lâu la, cuối cùng bị một nhóm NPC đẩy đến cầu nhảy nếu có người cứu thì nhảy xuống biển cũng có thể sống chứ. Kết quả là đi được vài bước, anh ta phát hiện ra rằng, sau khi đứng trên cầu nhảy, rất đông cá mập lập tức xuất hiện ở vùng biển bên dưới. Không hợp lý. Vu miễu kêu lên. Phương Diễu đẩy gậy về phía trước, đừng dài dòng nữa, xuống đi. Vu miễu, a à, a, à. Phương Diễu anh không phải người, tôi đã nói với anh rồi, đừng đắc tội với tôi. Phương Diễu không để ý đến anh ta, quay đầu nhìn một người chơi khác, hết về phía những con cá mập trong biển một khách nam không chỉ bên phía cướp biển mà người chơi đều bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của npc ở khắp mọi nơi trong trò chơi trước đây mặc dù cũng rất thông minh nhưng vẫn có thể nhận ra mô hình rõ ràng nếu như trước đây npc được mô tả bằng cách nhân cách hóa thì bây giờ đã có chút hơi hướng của người thật có nhiều npc ngoài nhiệm vụ cố định bọn họ còn có thể phát một số nhiệm vụ độc đáo theo các chế độ giao tiếp và tương tác khác nhau công nghệ mới đến sự nâng cao đáng kể về trải nghiệm trò chơi. Chỉ có điều, bên phía vu miễu bị phương diễu chơi một vố không những không nếm được vị ngọt, ngược lại còn là bên chịu thiệt nặng. Vu miễu đã chết, còn có những streamer khác, chỉ là không thể nhìn rõ tình hình trên tàu cướp biển. Bên phía phương diễu, xử lý xong những người chơi muốn hãm hại mình xong, anh bắt đầu thưởng thức trận hải chiến. Trong lúc đang giải dụa, người chơi rất nhanh đã phát hiện ra lại có thêm mấy chiếc thuyền đang từ đằng xa chạy tới, cờ phe là đông minh cờ ban hội thì không quen lắm nhưng không sao có người đến thì sẽ có hy vọng sống sót mau đến giúp đánh cướp biển nào có người chào hỏi lúc này phương diễu vừa nhận được tin nhắn của khương thu tự anh ở đâu thế trên tàu cướp biển chiếc lớn nhất phương diễu ngó nghiêng rất nhanh đã phát hiện ra khương thu tự đang đứng trên mũi thuyền vẫy tay vợ ơi anh ở đây phương diễu đang kêu gì thế những người chơi mắt tinh cũng phát hiện ra khương thu tự chết tiệt chẳng phải là tổng giám đốc khương đấy sao anh ta thực sự gọi tổng giám đốc khương đến rồi trong ban hội lục lộ đồng tâm cũng có người đang livestream trực tiếp ghi luôn cả giọng nói của phương diễu phương diễu không cần vội đợi bọn họ chìm hết rồi hãy đến cứu anh cũng được mặc dù người này chỉ là một streamer nhỏ hơn nữa còn là thành viên của ban hội lục lộ đồng tâm chắc chắn sẽ đứng về phía tổng giám đốc khương nhưng khi nghe thấy tiếng hét của phương diễu người này vẫn không nhận được thầm nói một câu thật bị ổi với phan lộ phi phi đang loay hoay với khẩu đại bác thô sơ trên con thuyền chồng chành cũng khó nhắm quá đi tay chân luống cuốn, cuối cùng cô ấy cũng bắn được một phát phương diễu đang ở bên mạn thuyền chào hỏi khương thu tự đột nhiên nhìn thấy một tia lửa lóe lên tiếp theo đó là một chấm đen ngày càng lớn trong tầm mắt cuối cùng biến thành một quả cầu sắc đặc toàn bộ quá trình diễn ra rất ngắn khiến anh ta hoàn toàn không kịp phản ứng quả cầu sắt không lệch một ly, chúng ngay mặt Phương Diễu, trực tiếp khiến anh ta thăng thiên tại chỗ. Lộ phi phi. Phương Diễu ở trạng thái linh hồn tức giận trong sự bất lực. Phát hiện Vu Miểu vẫn chưa đi, đang lơ lửng bên cạnh nhìn anh, người này đột nhiên cong cong khóe môi, cười. Phương Diễu, kẻ chủ mưu lộ phi phi hơi chớp mắt, vội vàng nói với Khương Thu Tự, tôi không cố ý Khương Thu Tự tin, khá là buồn cười, không sao, chúng ta tiếp tục chơi đến cứu Phương Diệu chỉ là tiện thể, cô vốn đến để trải nghiệm hải chiến. Cùng với sự bắt đầu của trận chiến, ngày càng có nhiều thuyền xuất hiện, ngoài Đông Minh, những người chơi của Tây Ước và Đô La Gông cũng lần lượt xuất hiện. Mọi người cũng dần từ việc chống lại cướp biển, biến thành hỗn chiến. Và những chiếc thuyền đầu tiên, bao gồm cả chiến thuyền của Ban hội Vu Miễu, toàn bộ đều đã chìm xuống đáy biển. Trận hải chiến thô sơ này, Khương Thu Tự cũng phát huy không được tốt ngay cả khi cô muốn lên thuyền để đánh giáp lá cà thì cũng phải đủ gần mới được con tàu cướp biển khổng lồ kia có hỏa lực đặc biệt mạnh rất khó để ngang nhiên áp sát nhưng sau khi hỗn chiến bắt đầu bọn họ không còn nổi bật nữa khương thu tự đích thân cầm lái cuối cùng đã tiến gần đến tàu cướp biển nhân lúc đối phương đang nạp lại đạn đại bác khương thu tự dẫn theo các chiến sĩ trong bang hội đu dây thường sang trị liệu xem khoảng cách giữa các con tàu có đủ không nếu đủ thì đừng qua đây tương tự với đánh xa nếu khoảng cách đủ thì chỉ cần hỗ trợ từ xa là được phương diễu chưa từng lên con tàu của lộ phi phi đương nhiên cũng chưa từng một điểm hồi sinh chạy lại bản đồ không biết mất bao lâu anh chỉ có thể là một linh hồn trôi nổi quan sát cuộc chiến trên biển pháo hoa rực trời trên tàu mấy người khương thu tự phải đối phó với một đám cướp biển lũ tay sai chỉ là quái bình thường nhưng số lượng đông đảo cũng đủ để mọi người chịu cộng thêm cán bộ cấp tinh anh và bót thuyền trưởng hôm nay ban hội, lục lộ đồng tâm, có hơn trăm người trực tuyến cũng hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Mất đi kỹ năng kỵ binh, Khương Thu tự xông tới sông lui trên tàu cũng có chút khó khăn. Tên thuyền trưởng của con tàu cướp biển này là Lý Quỷ, thấy có người lên tàu, hắn ta ra lệnh cho hai tên tay sai khiên ra một thanh đại đao cửu hoàng. Hắn ta xách đao lên, đập vào giữa đám người chơi chỉ bằng một cú nhảy như Thái Sơn áp đỉnh. Đám chiến sĩ bị đập ngã lộn nhào, thấy, Lý Quỷ, vung đại đao cửu hoàng sắp chém đến, Khương Thu tự lao ra từ bên hông, chém tới. Một nhát chém, máu bắn tung tóe, nhưng lượng máu của bót thì phải hiểu rồi đấy. Lý quỷ, đau đớn nhưng động tác hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn ta lập tức vung ba nhát đao phản công. Phạm vi phán định của nhát sau lớn hơn nhát trước, Khương Thu tự né tránh kịp thời nhưng những người chơi và lũ tay sai xung quanh thì gặp họa, đòn tấn công này hoàn toàn không phân biệt địch ta. Khương Thu tự thấy vậy thì lập tức dẫn bót lao vào đám quái nhỏ. Bên phía phương diễu, thấy lộ phi phi vẫn ngây ngốc, anh vội và nhắn tin cho cô ấy, cho tên trộm lên tàu chuyển trương báo, chuyển xong thì đốt tàu rồi đi, con tàu tồi tàn của cô sắp không chịu nổi rồi. Sao con tàu của tôi lại tồi tàn? Lộ phi phi thấy tin nhắn, vừa gào ầm lên trong khi vẫn sắp xếp mọi việc theo lời phương diễu. Tên trộm trong bang hội lẻn lên tàu, chạy đi nhặt trương báo, những người chơi hệ đạo pháp bắt đầu ném bùa lửa đốt tàu. Một lát sau con tàu cướp biển khổng lồ bốc cháy tên trộm sau khi đắc thủ thì lần lượt trở về tàu đi 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 mau đi các chiến sĩ trên tàu cướp biển kêu lên điểm hồi sinh của bọn họ được buộc trên tàu chết một lần cũng không sao vừa hay xem thử liệu có thể phối hợp với khương thu tự tiêu diệt bót hay không nhưng điều khiến bọn họ không ngờ là thấy con tàu sắp chìm tên bót này lại hùng hùng hổ hổ nhảy xuống tàu định chạy trốn thuyền trưởng chẳng lẽ không nên cùng sống chết với con tàu sao có người chơi chế giễu. Không ngờ, Lý Quỷ còn quay đầu lại nói một câu, đồ khỉ, ông đây là cướp biển, đổi tàu cũng giống như đổi quần áo, người chơi này bị mắng đến mức hơi ngây ra, quá nhân tính rồi. Trò chơi này không phải là biển sâu bí ẩn, nhảy xuống biển thì không có trải nghiệm chiến đấu đáng nói nào cả, Khương Thu Tự đương nhiên sẽ không nhảy theo, cô có chút tiếc nuối. Thuyền trưởng đã chạy, đám quái nhỏ bị dọn sạch cũng nhảy xuống biển, mấy người khương thu tự và những người khác thấy thế cũng không để lộ phi phi lái thuyền quay lại đón trực tiếp dùng đá hồi thành trở về thành lộ phi phi lặng lẽ chạy chuồn thực sự là để cô ấy chuồn mất trận chiến trên biển rất ác liệt phương diệu phát hiện lý quỷ nhảy xuống biển còn chưa bơi đến con tàu cướp biển gần đó thì đã bị một chiến thuyền của phe đô la gông đâm chết chỉ có thể nói rằng dù lượng máu có dày đến đâu cũng không chịu được một cú đâm của tàu thuyền mà chiến thuyền này căn bản không nhìn thấy bót dưới biển nó đang giao chiến ác liệt với một con tàu tây ước phương diễu trơ mắt nhìn những vật phẩm rơi ra của bót chìm xuống biển nhưng lý quỷ chỉ là một trong 72 thuyền trưởng của liên minh cướp biển vật phẩm rơi ra không tính là hiếm huống hồ sẽ luôn làm mới phương diễu không thấy tiếc chút nào anh trôi nổi thấy trên biển khói mù mịt từng con tàu bốc cháy rồi từ từ chìm xuống thấy viên đạn bắn ra từ pháo đại bác xuyên thủng thân tàu mảnh gỗ bắn tung tóe thấy nhiều người chơi vì la hét mà mặt đỏ tía tai, biểu lộ cảm xúc hoặc lo lắng, hoặc phấn khích, hoặc tức giận, dùng toàn bộ sự chú ý vào toàn bộ quá trình. Anh cảm nhận được cảm giác đắm chìm mà đám vu miễu nói, người chơi đắm chìm trong trò chơi, đó chính là phần thưởng lớn nhất dành cho anh ta. Mặc dù Phương Diễu đã lên con tàu cướp biển của Vu Miễu và bị lừa, bản thân anh không chơi được trận chiến trên biển, nhưng sự nhiệt tình của người chơi là phần bù đắp rất tốt cho anh. Anh lại trôi nổi trên biển một lúc, sau đó mới thỏa mãn ập lai, lúc này khương thu tự cũng đã thoát ra. mọi người đã nhận được những vật phẩm tốt gì rồi? phương diễu hỏi. nhận được một bản thiết kế thuyền pháo ba cột buồn, còn có rất nhiều tiền vàng. khương thu tự cũng khá tò mò, sao anh lại bị bắt? lúc đó phương diễu gọi rất cấp không nói rõ lý do. lúc này nghe cô hỏi, anh lập tức kể lại một cách đầy đủ và sinh động hành vi lừa đảo của vu miểu và toàn bộ ban hội của anh ta khương thu tự buồn cười nói em thấy mọi người không thực sự ghét anh chỉ là muốn tương tác với anh thôi thật sao phương diễu suy nghĩ một chút cảm thấy lời khương thu tự nói có lý anh đã nói không có lý do gì để mọi người đều muốn đánh anh mà đây chắc chắn là cách thể hiện tình yêu của mọi người dành cho anh nói như vậy thì anh phải có sự hồi đáp cho mọi người phương diễu nói hồi đáp gì khương thu tự hỏi phương diễu không nói cho em biết trước. thấy anh lại bắt đầu giả vờ bí ẩn, khương thu tự lập tức vật anh xuống, đe dọa anh có nói không, không nói thì em ăn anh nhà. phương Diễu không sợ chút nào, nhắm mắt lại. được thôi, em định bắt đầu từ đâu? bàn tay khương thu tự lập tức dúi đến nách và eo anh, phương diệu khá sợ ngứa, vội vàng mở mắt phản công. không lâu sau hai người cười đùa lăn thành một cục trên giường. ngày hôm sau, phương Diễu đến công ty, anh mở cuộc họp để xác nhận tình hình chuẩn bị của. Vi Tôn Lai, thảo luận một số chi tiết, sau đó nêu lên ý tưởng ngày hôm qua của mình. Tôi định thêm một hoạt động giao lưu giữa người chơi và người lập kế hoạch, nhà sản xuất. Phương Diễu đưa ra ý tưởng của mình. Hoạt động ngoại tuyến sao? Tiểu Trần vội vàng hỏi, mắt cậu ta sáng lên, nếu là hoạt động ngoại tuyến thì có thể gặp được rất nhiều cô gái xinh đẹp. Phương Diễu liếc cậu ta một cái, tất nhiên là không, là hoạt động trò chơi trực tuyến, nói chính xác hơn thì là hoạt động đối kháng, để các người chơi có cơ hội trả thù, quán trách. Tiểu Trần và những người khác nghe thế, cả người rung lên, không biết lão đại lại nghĩ ra ý tưởng tồi tệ gì, ý anh là gì, phương diễu. Tôi lấy ví dụ nhé, chẳng hạn như, khủng hoảng tận thế, người lập kế hoạch đóng vai người sống sót, còn người chơi đóng vai thay ma, mục tiêu là bắt được người lập kế hoạch, cắn chết bọn họ. Sau đó, hoạt động sẽ thiết lập một số tiêu chuẩn phần thưởng, chẳng hạn như thả 10 người lập kế hoạch vào, mỗi lần bắt được và cắn chết một người, phần thưởng sẽ được nâng cấp. Nếu giết chết được tất cả những người lập kế hoạch, mỗi người chơi tham gia hoạt động đều có thể nhận được phần thưởng lớn. Thấy Phương Diễu nói rất hào hứng, Tiểu Trần ở bên cạnh nhắc nhở, Lão Đại, anh có thể đừng vui vẻ như vậy trước mặt chúng tôi không? Phương Diễu, không thấy vui sao, vài người lập kế hoạch nhanh chóng lắc đầu, không vui, không vui chút nào, Lão Đại không chỉ hành hạ người chơi mà còn bắt đầu dơ nanh vuốt với chính người của mình luôn sao? Phương Diễu, tôi thấy rất tốt, vừa đúng lúc sắp đến ngày hòa bình dù sao cũng phải tổ chức hoạt động chúng ta thử tổ chức một lần xem sao thấy anh đã nói như vậy mấy người lập kế hoạch cũng biết không thể trốn tránh đành chấp nhận lão đại tổ chức hoạt động trong trò chơi nào vậy phương diễu đã có dự định cứ chiến tranh toàn diện đế quốc đi hoạt động sẽ tạm thời tạo ra một số pháo đài trên đảo mỗi người trấn giữ một nơi người chơi mỗi lần chiếm được một nơi thì phần thưởng nhận được trong hoạt động sẽ được nâng cấp vài người lập kế hoạch nghe xong hỏi anh thủ thế nào chúng tôi chỉ huy npc sao phương diễu đúng vậy các anh trấn thủ trên đảo coi như là cách chơi chiến lược tức thời có thể điều động và chỉ huy quân đội còn có thể đóng tàu xây dựng quân đội xây dựng tháp pháo dù sao người chơi có thể hồi sinh các anh cũng phải có cách bổ sung quân lực đám tiểu trần nghe vậy cũng dần dần cảm thấy hứng thú xây dựng bến tàu doanh trại và pháo đài trên đảo để chống lại người chơi sao hình như không phải chỉ đơn thuần là bị ngược đãi có vẻ khá thú vị. Phương Diễu, phần thưởng phải phong phú một chút, thú cưỡi, thời trang, bản thiết kế vân vân Đều sắp xếp vào. Lão đại, anh không đích thân ra trận à? Tiểu Trần hỏi. Phương Diễu nói như thể đương nhiên, sao tôi có thể không ra trận, tất nhiên phải ra rồi, cho tôi hòn đảo lớn nhất, Tiểu Trần, cùng với Tổng Giám Đốc Khương Sao, Phương Diễu, phải rồi. Phương Diễu kéo mọi người cùng nhau động não, lại lên kế hoạch chi tiết, chuyện này coi như đã hoàn toàn được chốt. Bên vận hành nhận được nhiệm vụ, không lâu sau đã bắt đầu tuyên truyền. Thông báo hoạt động, người chơi đấu với người sáng tạo trò chơi. Hoạt động lớn của Chiến tranh toàn diện, Đế quốc, Master and Vitator sắp ra mắt. Sau khi hoạt động ra mắt, hải vực sẽ có thêm 7 pháo đài trên đảo, các hòn đảo sẽ do nhóm sáng tạo nội dung của Chiến tranh toàn diện, Đế quốc, Trấn thủ. Người chơi trong vùng biển đó sẽ hủy bỏ chế độ phe phái, người chơi của các phe phái có thể hợp lực tấn công đảo. Phần thưởng hoạt động rất phong phú, bao gồm thời trang, bản thiết kế, thú cửi, ngoại hình vũ khí, vân vân. Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi lần người chơi chiếm được một hòn đảo và giết chết người lập kế hoạch, người chơi sẽ nhận được phần thưởng hoạt động tương ứng với cấp độ. Sau đó, thông báo còn đưa ra danh sách những người lập kế hoạch, không nghi ngờ gì nữa. Phương Diễu đứng đầu và mỗi người đều có tuyên ngôn riêng của bản thân. Người lập kế hoạch tiểu trần, bóp ít 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 do tôi thiết kế. Người lập kế hoạch tiểu giả, cơ chế ít 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 do tôi đề xuất. Vài người lập kế hoạch lần lượt kể lại những chiến công hiển hách, khiến người chơi tức điên của bản thân, cuối cùng đến lượt Phương Diễu. Phương Diễu, khụ khụ, cái này nhất thời không nói hết được, mọi người chắc hẳn đều hiểu, tôi chính là tôi, là pháo hoa không giống ai. Trên mạng, không ít người chơi thực sự đang chờ hoạt động ngày hòa bình không ngờ phương diễu lại đột nhiên làm như vậy đù má nó phương diễu đúng là có bản lĩnh lại bày trò rồi điên rồi điên rồi là khiêu khích cà khiêu khích trắng trợn hoạt động này căn bản không nên gọi là master and to đây hoàn toàn là quan gia ngõ hẹp có thù báo thù có quán báo quán giúp người lập kế hoạch còn có thể nhận được phần thưởng còn chuyện tốt như vậy sao anh em tập hợp các nhà sản xuất khác cũng đang chuẩn bị hoạt động, ngày hòa bình. Nhiều nhà sản xuất cũng đã đăng thông báo hoạt động, kết quả là khi, chiến tranh toàn diện, đế quốc, ra tay, ôi trời, độ hót đã bị cướp sạch. Các nhà sản xuất lớn cũng cạn lời, Phương Diễu, anh có quá nhiều trò để khơi ra như vậy, có còn để mọi người sống không? Ngay cả những người lập kế hoạch vận hành các dự án khác của công ty giải trí tinh không cũng cạn lời, lão đại, anh làm như vậy thì chúng tôi rất khó làm việc đấy. Bây giờ, phương diễu không quan tâm đến các dự án khác anh đang nói chuyện này với khương thu tự em xem hoạt động mới chưa thế nào đến lúc đó cùng nhau bảo vệ đảo giết sạch bọn họ khương thu tự em không muốn em muốn tấn công phương diễu khương thu tự em thấy phe người chơi thú vị phương diễu không được anh đã đưa em vào hoạt động rồi vợ chồng phải đồng lòng khương thu tự em không nghe em không nghe chơi cùng với người chơi có gì hay ở trên đảo hai chúng ta có thể xây doanh trại có thể chỉ huy hạm đội và pháo đài quan trọng chỉ đâu đánh đó tương đương với việc hai người đối đầu với toàn bộ người chơi rất có tính thách thức chẳng lẽ em sợ sao phương diễu tung ra một chiêu trăm trận trăm thắng nhưng khương thu tự nào có thể không biết chút tâm tư đó của anh cô cắn môi đá anh một cái rồi mới miễn cưỡng đồng ý vậy được phương diễu nghe vậy lập tức bắt tay vào chuẩn bị chúng ta có thể nghiên cứu chiến lược và chiến thuật trước Thật ra thì lên kế hoạch trước cũng không sai, Khương Thu tự tò mò hỏi. Có thể tạo ra những loại binh chủng và chiến thuyền nào, Phương Diễu lập tức dỗ dành. Em muốn tạo gì thì tạo, tàu vũ trụ thì hơi quá đáng. Em thấy hàng không mẫu hạm thì sao, em biết hàng không mẫu hạm không, anh cho em xem tài liệu. Đừng có đùa. Khương Thu tự buồn cười đấm anh một cái, hỏi. Cuối cùng chắc chắn vẫn phải để người chơi đánh bại, phát thưởng chứ, Phương Diễu kêu lên. Ai nói vậy, phúc lợi dễ lấy như vậy sao, tùy theo năng lực theo anh thì phải để bọn họ nhìn thấy mà không lấy được tức chết bọn họ khương thu tự bất lực nếu để người chơi nghe được câu này thì anh sẽ đẹp mặt phương Diễu bàn với khương thu tự xong quay về tầng dưới mỗi hòn đảo do các nhà lập kế hoạch bảo vệ đều do chính bọn họ thiết kế phương diệu cũng đưa ra yêu cầu thiết kế của mình hòn đảo của tôi phải lớn phải hiểm mặt sau của hòn đảo là vách đá trơn trượt ẩm ướt khó leo trèo hai bên hòn đảo có nhiều đá ngầm không thể đổ bộ vùng biển gần hòn đảo sóng to gió lớn hơn nữa trong 20 giờ giờ của một ngày luôn bay đen bão bùng 25 giờ, mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng. Nghe yêu cầu của anh, mọi người liếc mắt, hòn đảo này còn cần anh bảo vệ sao? Thật ra Phương Diễu còn muốn thêm một vài con tàu ma rồi quái vật biển gì đó, nhưng thấy mọi người nhìn mình như vậy thì anh có chút ngượng ngùng, thôi vậy. Lúc này, Tiểu Trần nghĩ đến một vấn đề, lão đại, hoạt động kéo dài bao lâu, nếu muốn đăng xuất thì sao? Phương Diễu suy nghĩ một chút, hoạt động kéo dài 7 ngày, vào ngày, Ngày hòa bình thì mọi người đều nên ở bên gia đình, bắt đầu từ trưa ngày hôm sau, mỗi ngày mở chiến dịch tấn công và phòng thủ lúc 12 giờ trưa, đóng lại lúc 12 giờ đêm. Tiến độ tấn công và phòng thủ bị khóa, đến giờ ngủ thì ngủ, đến giờ nghỉ thì nghỉ, không có vấn đề gì chứ, mọi người đều thấy phương án này ổn, lần lượt bày tỏ không có vấn đề gì. Bên phía người chơi cũng đang tích cực chuẩn bị, sau khi bản mở rộng Master and Commander được phát hành, Bản vẽ chiến thuyền được tặng miễn phí cho mọi người đều là thuyền bù một cột. Bản vẽ của ban hội cũng chỉ là chiến thuyền hai cột. Người chơi cần thông qua phó bản, nhiệm vụ, vân vân Để có được bản vẽ thiết kế. Giống như bản vẽ pháo thuyền ba cột mà lộ phi phi có được, nó hiện tại vẫn còn khá hiếm. Những người chơi quen với việc suy đoán phương diễu bằng những ý tưởng tàn ác nhất, lúc này đã có một dự cảm không lành. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.